Và kết quả là mọi người xem này, cái chữ catty của mình xấu mà cố luôn. Chọc mù mắt ta đi. Tin nóng, hãy vào ngay shop cattytv.net để nhận ưu đãi 100% giá trị thẻ nạp. Nick giá rẻ, nick VIP và nick siêu VIP đều có mặt ở shop cattytv.net, cùng với các vòng quay may mắn siêu hấp dẫn với tỷ lệ trúng kim cương cực khủng. Shop cattytv.net, uy tín và chất lượng đặt lên hàng đầu. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình và mình là Catty đây. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 11, cũng phải là ngày gì đặc biệt, rất là một ngày bình thường. À không, mình hôm nay là ngày quốc tế độc thân hay sao ấy. Nhưng mà nó không chả liên quan tới mình cả, tại vì mình mới độc thân đâu mọi người. À thì ngày hôm nay là ngày bình thường đúng không? Nhưng mà ngày mai là một ngày khá đặc biệt đối với mình. Tại vì ngày mai... đợi mình tí. Ok, thì tại vì ngày mai là sinh nhật của mình đó mọi người. Nhưng mà mọi người cũng biết là Hồ Chí Minh thì vẫn đang rất là dịch. Và mình thì mình chưa có tiêm mũi nào hết, cho nên là mình không có dám ra đường để tổ chức sinh nhật. Và không dám tụ tập bạn bè luôn, tại vì mình kiểu phải có trách nhiệm bản thân cũng như có trách nhiệm với xã hội ấy, nên là mình không có dám đi tụ tập. Mình đã quyết định là sinh nhật năm nay mình sẽ đón sinh nhật tại nhà và đón sinh nhật một mình. Thì như mọi năm á, thì sinh nhật mình cũng không cần phải mua bánh kem hay gì hết, tại vì bạn bè mình sẽ đặt bánh kem cho mình. Quà thì cái đấy mình không nói rồi, mình chủ yếu là tụ tập bạn bè thôi là mình vui rồi. Nhưng mà tại vì năm nay mình đón sinh nhật một mình ấy, cho nên là mình đã quyết định là mình sẽ đặt bánh kem và tự decor tại nhà, kiểu như mình sẽ tự design tại nhà các bạn. Tại vì nếu như mà mình đặt bánh kem xong rồi người ta làm sẵn hết rồi, xong về đốt nến lên thì không có gì hay hết đúng không? Mà tại vì là năm nay đón sinh nhật một mình muốn tự làm cái gì đó cho bản thân để cho cái sinh nhật năm nay thật là thú vị. Tại vì đã phải đón sinh nhật một mình là quá buồn rồi. Và mình cũng muốn là mình sẽ vlog lại cái ngày hôm nay cũng như là ngày mai, ngày 12 tháng 11, để mình có một cái video kỷ niệm. Và năm sau mình có thể xem lại cái video đón sinh nhật của mình. Kiểu như là đón sinh nhật vào mùa dịch thì nó sẽ như thế nào mọi người. Thì nói chung là năm sau nếu như mà mình coi lại, mình biết đâu nó sẽ đem lại cho mình một cái cảm xúc nó rất là khác với việc là mình đi đón sinh nhật cùng với bạn bè ấy. Thì nói chung là không để cho mọi người chờ lâu nữa. Bây giờ mình sẽ đi lấy bánh và mình sẽ ngồi decor và mọi người cùng ngồi decor với mình nhá. Ok. Ok mọi người, thì đây là cái bánh mà mình đặt này. Mình đặt cái bánh size bé bé thôi, tại vì là mình ăn có một mình ấy. Đây, cái bánh này là bánh cốt trà Thái, tức là cái nhân của nó là nhân làm bằng trà Thái ấy các bạn. Và có thêm cái đây, có thêm ba cái túi kem này các bạn, ba túi kem để mình decor cái bánh của mình. Và thật ra thì mình cũng chưa có idea là mình sẽ vẽ cái gì lên cái bánh này á mọi người, tại vì mình chỉ hứng lên xong mình đặt thôi, chứ thực sự là mình không biết là mình sẽ decor cái gì lên cái bánh này. Nhưng mà mình sẽ ok, bây giờ mình với mọi người sẽ cùng nhau lên mạng để tìm mẫu nhé. Ok mọi người đợi tí để mình tìm nhá. Ở trên mạng thì có rất là nhiều mẫu bánh bento, nó đơn giản ấy mọi người. Mình cũng đang suy nghĩ xem là mình nên làm cái mẫu bánh gì. Đây, đợi mình tí nhá. Mọi người thấy mẫu này ok không? Ừ. Đó. Cái mẫu bên trái nhìn cũng ok à. Hay là mình thử mẫu khác nhá. Có những cái mẫu đơn giản hơn. Mình đang muốn là cái bánh màu xanh, mình sẽ vẽ đám mây lên trên cái bánh này nè mọi người, tại mình thấy nó cũng khá dễ thương. Mà chắc trước khi mình vẽ đám mây mình nên ghi cái chữ Happy Birthday to me trước nhỉ. Mình nghĩ vậy đó. Hoặc là cái này cũng dễ thương nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Khá là đáng yêu. Mà đơn giản nữa chứ, mình thì mình thích những thứ đơn giản thôi. Xem mình sẽ chốt cái mẫu nào nè. Mình lại tẹo nho. Hoặc là cái mẫu này mọi người, cái mẫu mà có hình bông hoa ấy, mọi người thấy không? Bông hoa mẹ đấy. Đấy, mình thấy nó khá là xinh luôn ấy, mà cũng dễ làm. Ok, hay mình chốt làm cái mẫu bông hoa mọi người nhé. Ok, bắt tay vào làm không? Mình khá là háo hức kiểu cũng như là hào hứng, tại vì ngày nhỏ mình khá là thích vẽ mọi người. Mình thích vẽ vời lắm, cho nên là những thứ mà liên quan tới vẽ vời xong rồi màu sắc là mình rất là thích luôn ấy. Và đây cũng là lần đầu tiên mình thử nặn kem trên bánh kem, cho nên mình khá là lo lắng không biết là liệu mình làm nó có đẹp không nữa mọi người ơi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm hết sức. Ok, bây giờ mình vào, mình nghĩ là mình sẽ bắt hoa trước đi.
hoặc không bây giờ mình ghi chữ đó trước đi xong mình bắt hoa sau, tại vì nếu mà mình bắt hoa xong xong rồi chữ nó không có chỗ ấy nó rất là xấu. Từ để mình xem, các cái này bé bé thôi, to quá là không được. Lần đầu tiên thử bắt kem không biết có viết được không đấy, thử nhá mọi người, khá là vui. Thấy mọi người bắt kem hay như thế này này, mấy bạn mà làm bánh ấy, mình cũng hay đi ra cửa hàng bánh thấy mọi người bắt kem, mọi người sẽ để tay như thế này, như nó đỡ run hay sao ấy. Mình thử xem nhá, nếu mà nó xấu thì thôi kệ nó, mình vẫn ăn happy. Hay là chúc mừng sinh nhật nhỉ, nếu thế thì không đủ chỗ mọi người ạ. À, hay mình chỉ ghi mỗi cutty thôi, nhỏ mọi người nhỏ, tại vì cái bánh này nó bị nhỏ ấy, hợp lý không? Ok, mình sẽ ghi mỗi chữ cutty. Mọi người xinh phết luôn ấy, nhìn khá là xinh mọi người ơi, để mình show cho mọi người xem. Sao anh cam xấu nhở? Nó đẹp lắm mọi người. Đây mọi người thấy không, chữ cutty, tại vì mình quay bằng cam trước nên chữ nó bị ngược, nhưng mà lên cam xấu vãi đái. Cuối cùng ấy, sau khi mà mình hoàn thành xong cái bánh này, mình sẽ chụp sản phẩm mình đăng lên cái video này đoạn cuối cho các bạn xem là mình khéo tay nhá. Ok mọi người, sau khi mà mình bắt xong cái chữ rồi đúng không, bây giờ mình sẽ bắt bông hoa mọi người ạ. Mình sẽ bắt bông hoa, bây giờ mình bắt cái nhụy trước đi, nhụy hoa cúc mọi người ạ. Cái mẫu lúc nãy nó là nhụy hoa cúc cho nên là mình sẽ bắt cái nhụy hoa cúc màu vàng. Bây giờ tới cánh hoa nha mọi người, cánh hoa. Chết rồi mọi người ơi, sâu lắm mọi người ơi. Kiểu như cái cánh hoa nó không được đều ấy, cái kem nó không được đều ấy. Có cách nào? À, mình có thể nặng xong rồi mình đắm cho cái kem, cái cánh hoa nó đều ra mọi người. Hiểu rồi, ok, tôi đã hiểu nhá. Giờ tôi sẽ nặng cái cánh bên này nó to hơn. Biết làm rồi nha. Tuy là nó không được đều lắm nhưng mà nó cũng ám nha. Trời ơi mọi người ơi, xuất sắc 10 điểm. Trời ơi, hơi bị xinh. Cho thêm cái nhụy đi các bạn. Mình nghĩ là bông hoa sau, mình sẽ nặng cánh trước, sau đó mình sẽ bắt cái nhụy thì nó sẽ đẹp hơn mọi người ạ. Đó, trời ơi mọi người ơi, bông hoa đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành. Trời ơi, khá là xinh nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tiếp nha các bạn. Mình sẽ bắt hoa tiếp. Bây giờ mình không còn run tay nữa rồi mọi người ơi, tại vì mình đã có kinh nghiệm rồi. Làm hoa được với tôi không có khó khăn gì cả. Thực ra là những cái bánh như thế này thì nó khá đơn giản mà nó xinh mọi người ạ. Mình rất thích nha. Ồ, một chiếc bông khác. Nhìn hơi méo. Ổn thôi. Cũng fine thôi. Mình nghĩ là cuối cùng thì nó cũng sẽ fine thôi, sẽ ổn thôi. Ok thôi, bây giờ để mình bắt bông xong sau đó mình cho mọi người xem cái thành quả của mình nhé. 2000 years later. Ok mọi người, cuối cùng mình cũng làm xong, thì thực ra nó cũng không tốn thời gian lắm. Nhưng mà sai lầm của mình khi mà làm cái bánh, khi mà vẽ cái bánh này là mình không chịu nháp ra ngoài để mình xem là cái lượng kem nó sẽ ra bao nhiêu. Và kết quả là mọi người xem này, cái chữ cutty của mình xấu mà cố luôn ý. Chọc mù mắt ta đi. 2 phút trước đó. Ngày nhỏ mình khá là thích vẽ mọi người. Mình thích vẽ vời lắm cho nên là những thứ mà liên quan tới vẽ vời xong rồi màu sắc là mình rất là thích luôn ấy. Nhưng mà bù lại thì hoa khá là xinh đúng không mọi người? Mình tiếc quá, tại vì chữ cutty là cái chữ quan trọng nhất mà nó lại bị hư mất. Sao không sao, Chúa phù hộ em. Còn
đây là kem dư. Không biết kem dư làm gì nữa. Thôi giờ mình ngồi mình ăn hết chỗ kem này, hoặc là mình sẽ để dành ăn cùng với trái cây hay là gì đó, chắc là rất ngon. Mà một cái bánh bên đây khá là buồn mọi người ạ. Chữ cách đi quan trọng nhất lại xấu nhất. So buồn luôn á. Thôi cái video này mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video, tức là cái video này sẽ là một cái video mà mình tự đề coi bánh sinh nghiệp cho mình. Nó cũng khá là dài rồi ấy, cho nên là ok mọi người, mình sẽ vlog lại cái ngày sinh nhật của mình là ngày 12 tháng 11. Và mình hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Và nếu mọi người muốn mình làm thêm những cái video dạng như thế này nữa, cái kiểu vlog xàm như thế này nữa, thì mọi người đừng quên like và subscribe kênh mình nhé. Cũng đừng quên comment bên dưới là cho mình biết là bạn thích cái video này nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video này của mình. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye.